câu yêu thương ta vui cuộc đời về đây bát ngát mênh mông bao la biển trời biển hát đêm đêm dư ta lời ru ngọt ngào tiếng ta nhà trang quê ta còn nhớ năm xưa nơi đây đau thương ngập tràn bao tố phong ba gây nên bao cánh yêu tàn mưa ngói nơi nơi lênh đênh cuộc sống đau buồn xót xa theo từng ngày tháng dần qua nhà trang có những người con yêu thương nhà trang có những mùa xuân quê hương bình minh an hòa rộn tiếng chiêng ca tràng dâng biển cát trắng quê ta ngày mới xôn xao lung linh tia nắng mặt trời rạng rỡ muôn hoa xinh tươi tô thắm cuộc đời còn mãi trong ta bao nhiêu nước mắt nụ cười hỡi những đứa con thành phố yêu thương năm xưa nơi đây đau thương ngập tràn bao tố phong ba gây nên bao cánh yêu ta lửa khói nơi nơi lênh đênh cuộc sống đau buồn xót xa theo cùng ngày tháng dần qua nhà xa có những người con yêu thương nhà trang có những mùa xuân quê hương bình minh an hòa dồn tiếng chiêng ca nắng xuân tràng dâng biển cát trắng quê ta ngày mới xôn xao lung linh tia nắng mặt trời rạng rỡ muôn hoa xinh tươi tô thắm cuộc đời còn mãi trong ta bao nhiêu nước mắt nụ cười hỡi những đứa con thành phố Thank you.
gì? Không thấy bóng một người dân nào à? Việt Minh bao vây quân ta hả? Alo, đại úy Cammy đây, có nghe gì không? Alo. Alo. Sao? Ngài miền chặn hướng tấn công của quân ta à? Liên lạc ngay với đại đội Lê Dương số 5, cho tôi biết tình hình của nó. Đại đội Lê Dương số 5 đã mất sức chiến đấu à? Tôi sẽ đưa các anh ra tòa án binh. Đúng, các anh sẽ ra tòa án binh. Tôi sẽ đưa các anh ra tòa án binh. Tòa án binh. Tòa án binh. Morty, ông nói đùa à? Hay ông định ra lệnh cho tôi? Cammy, xin cô hãy nghe tôi. Cái thằng khốn nạn ấy là chiếc chìa khóa vàng. Hãy thả nó ra, để cho tôi Việt Minh yên tâm hoạt động. Rồi sau đó... Ông khôn ngoan lắm. Đợi tôi thả nó ra rồi ông vồ ngay lấy để tự nhận đó là chiến công của mình chứ gì. Cammy, hãy bỏ qua mọi hiềm khích giữa hai cơ quan chúng ta. Được, được. Nhưng ông hãy trả lời cho tôi biết, ai đã làm kế hoạch tối mật của cuộc hành quân trừng phạt bị lộ? Tôi phải trả lời. Đúng. Trước tòa án binh, đại tá Lorio đã ra lệnh cho bên an ninh quân đội và Cammy trực tiếp điều tra nội vụ. Cháu lo là người chủ tiệm sách sẽ khai ra bác phải không? Và sau đó là tới cháu. Cammy đánh ông ta dữ lắm, cháu chắc ông ta sẽ chịu không nổi. Bác hiểu dân Việt Nam rằng à, nhất là khi họ biết mình hy sinh cho cái gì. Đừng lo, ông chủ tiệm sách sẽ mang mọi bí mật theo mình xuống mộ. Không, bác Quy Bè, có điều... Từ lúc thấy lính Pháp nằm la liệt trong quân nghi diện sau trận đánh hôm qua, cháu tự cảm thấy mình đã phản bội họ. Chắc chắn ta sẽ không bị thương vong nhiều như vậy. Nếu như tin tức không bị... Thế cháu đã từng thấy lính Pháp giết người Việt Nam chưa? Kinh khủng hơn những gì chúng ta biết về sự dã man. Rằng bác già rồi, vợ chồng bác còn gì để mưu lợi nữa đâu. Nên chẳng có ai xúi giục, ép buộc hoặc mua chuộc chúng tôi, khiến chúng tôi giữ thái độ phản chiến. Đạo lý, tình yêu và nước Pháp đã dẫn chúng tôi đi theo con đường đó, chứ không phải vì thái độ thương hại binh vực kẻ yếu. Con đi nha má. À, đi nhớ về sớm nha con. Dạ. Dân! Dân ơi! Dân! Dân ơi! Út Dân! Dạ, cháu có sao không thưa bác sĩ? Chỉ là chấn động nhẹ, nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi. Dạ. Lạy Chúa tôi, thưa bác, cô ta có sao không? Rất may cho cháu đó.
không cần đưa đi nhà thương à. Cô bạn gái lúc nhỏ của cháu không dễ chết đâu. Cô bạn gái lúc nhỏ? Út Vân đó, cháu quên à. Con của ông bà kỹ sư dưỡng cạnh nhà chúng ta hồi còn ở xóm bóng đó. Mày sao vậy con? Đâu có. Chắc con ngủ quên. Hay ha, ngủ mà vẫn mở mắt. Tao biết rồi, mày nhớ con Hường chứ gì? Đâu có. Thôi thôi thôi, tới giờ họp rồi, qua đây. Các đồng chí nghe tôi phổ biến công tác. Bằng mọi giá, chúng ta phải giải cứu đồng chí Kim. Không phải cấp trên không tin đồng chí ấy, nhưng nếu lỡ thì cách mạng sẽ tổn thất nặng nề. Nhất là các cơ sở bí mật nội thành sẽ bị lộ. Đặc biệt, đồng chí Kim đã có vợ, con thì còn nhỏ. Do vậy, lòng ham sống. Nói chung, chúng ta phải tổ chức đánh thẳng vào cơ quan an ninh quân đội Pháp, giải thoát cho đồng chí Kim càng sớm càng tốt. Đồng chí Tèo. Có tôi. Đồng chí chịu trách nhiệm trinh sát lần cuối. Đêm mốt, tôi sẽ phổ biến phương án tác chiến. Tôi phản đối. Lý do? Thứ nhất, đó là một cơ quan trọng yếu của địch. Do vậy việc bảo vệ nơi ấy phải hết sức cẩn mật. Khả năng thắng lợi của chúng ta rất thấp. Thứ hai, không những không cứu được người, mà có thể chúng ta sẽ hy sinh vô ích. Tôi thấy kế hoạch quá mạo hiểm. Nhưng cũng ít mạo hiểm hơn nếu như cậu ấy không chịu nổi những đòn tra tấn của địch mà khai hết. Không, tôi tin đồng chí Kim. Nhưng Kim là một đồng chí còn non nớt, chưa được rèn luyện trong đấu tranh cách mạng. Tôi xin anh hoãn kế hoạch này lại. Không, kế hoạch đã được cấp trên chấp thuận. Tôi không cho phép bất cứ ai chống lại mệnh lệnh của cách mạng. Đồng chí Bệ Thanh. Có tôi. Đồng chí phụ trách hậu cần, tải thương và giải quyết những hậu quả khác. Tuân lệnh. Các đồng chí giải tán. Rõ. Đồng chí Tèo. Theo tôi. Dạ. Ai đã thấy được mật lệnh của đại tá Lorio? Đại quý Jean Gasso, sĩ quan phụ tá của đại tá. Một ti, chánh mật thám Nha Trang. Tôi và các chỉ huy trưởng tham gia cuộc hành quân. Vậy làm thế nào một người Việt Nam biết được nội dung mật lệnh ấy? Nếu y không được một trong những người kể trên tiết lộ cho y hay. Nói tiếp đi. Nhưng đại úy không nên coi thường đối thủ của mình. Vì Mộc Ti là một con người đầy tham vọng và không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nếu đại úy chậm chạp một chút thôi, Mộc Ti sẽ... Bắt tay hành động ngay. Tôi, Thiếu úy Nguyên chờ lệnh. Đi. Yeah.
Cha ông chủ tiệm sách Nhật Thanh. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách thiết thực và tốt đẹp cho cả hai người. Ông còn hiểu tôi muốn nói gì không? Cởi trói cho nó. Tôi cần phải bảo để ông rõ, do việc ông tiết lộ tin tức, quân Pháp đã thiệt hại nặng nề, kế hoạch trừng trị bọn phiến loạn sập bóng không thực hiện được. Vì vậy tội của ông rất nặng. Cứ hút tiếp đi. Hình như còn 5 ngày nữa con trai ông vừa tới tuổi thôi nôi. Ông cần phải về để làm lễ thôi nôi cho con trai ông chứ. Ông không muốn à? Vả lại tôi nghe nói bà nhà từ sau hôm biết tin ông bị bắt, bà không được khỏe lắm. Nếu như tôi không muốn nói là rất nặng, rồi còn gia đình, bạn bè ông, tôi rất hiểu tâm trạng của ông. Ông còn chiều và đêm nay để suy nghĩ rồi khai cho thật. Ông không chiều à? Chúng tôi chỉ muốn biết ai đã cung cấp tin tức của hành quân từng phạt cho ông. Chỉ thế thôi. Tự do hay là chết tùy ông quyết định. Tôi cũng là người Việt Nam, tôi không muốn đồng loại của mình bị chết một cách vô ích. Thưa đại úy, theo tôi thì cứ để cho hắn tự khai hơn là những đòn tra tấn. Mong rằng tôi hân hạnh được báo tin cho bà nhà biết ông sẽ về kịp vào lễ thôi nôi của con trai ông. Anh Kim, trong phòng giam anh ta được phép hút thuốc chứ? Theo nguyên tắc là không, nhưng hôm nay thì nên thưởng cho hắn. Xin mời.
Một điếu thuốc sẽ có lợi cho sự suy nghĩ của anh hơn là một quái đấy. Ông thương nó à? Người Việt Nam chúng tôi rất quý trọng tình cảm gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Hãy đánh vào chỗ ấy, con người dễ quỳ hơn là hành hạ thân xác họ. Cảm ơn thưa quý. Đêm nay, theo tin mật báo, bọn Pháp sẽ tổ chức ăn mừng lễ quốc khánh của chúng tại Hotel Bolivar. Đúng 20 giờ, một mũi sẽ tấn công vào khách sạn, chặn đường rút của bọn Pháp. Còn chúng ta sẽ nổ súng, đánh thẳng vô cơ quan an ninh quân đội, cứu đồng chí Kim. Rõ. Thank you.
Như lời đại úy Kami nói, chúng tôi xin hứa đảm bảo tính mạng và tự do cho vợ con ông. Nếu ông khai báo thành khẩn. Thưa ông, lúc đó khoảng 5 giờ chiều, cô Jacqueline đến tiệm sách rao bán cho tôi hai tin tức. Một là có kẻ tố cáo bà Tiến Thành, chủ tiệm vàng, cung cấp thuốc men thực phẩm cho ông Phạm Cự Hải, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Khánh Hòa, em họ của bà. Hai là bản mật lệnh về cuộc hành quân trừng phạt sớm bóng. Sau đó cô ta đòi chúng tôi thanh toán bằng vàng. Mày có thể đọc lại nguyên văn mật lệnh đó không? Đương nhiên là tôi có thể đọc lại nguyên văn mật lệnh đó, vì nó rất ngắn gọn. Ông khai tiếp tục đi, anh không bỏ sót chữ nào chứ? Không, thưa thiếu úy. Tốt, ông tiếp tục đi. Và cô ta còn hẹn sẽ bán cho chúng tôi bản kế hoạch tối mật về việc tổ chức dân chủ đoàn Nam Trung Kỳ, rồi giúp chúng tôi cài người vô. Cả ông định cài vào dân chủ đoàn? Ông trưởng ty bưu điện Khánh Hòa Phạm Bá. Jacqueline hẹn đưa cho anh bản kế hoạch đó vào lúc nào, ở đâu? Dĩ nhiên là vẫn ở tiệm sách. Ký vào. Cho bắt ngay Jacqueline chứ. Ông tính đóng kịch với tôi à? Chưa có bằng chứng gì có ý nghĩa pháp lý ngoài những lời khai của tên Kim. Bắt sớm quá thì Morty sẽ phản ứng quyết liệt và ưu thế tất nhiên sẽ thuộc về hắn. Xin lỗi. Vậy tại sao ta không bố trí màn kịch để bắt quả tang Jacqueline bản tài liệu cho việc mình? Tuyệt. Màn kịch đó sẽ do thiếu úy dàn dựng và thủ vai chính. Hẹn gặp tối nay tại dinh tỉnh trưởng. Xin lỗi đại úy, tại khách sạn Bolivar. À, tôi quên. Nhiệm vụ của thiếu úy là phải bố trí lực lượng cho tôi tại đây đó. Nha. Thưa thiếu úy, có điện thoại gọi từ dinh tỉnh trưởng. Cảm ơn. Cảm ơn đại úy tin tưởng, tôi sẽ cố gắng. Chào thiếu úy, hẹn gặp lại. Thiếu úy, có một mụ đàn bà cả gan dược phòng tuyến đồng bò bị chúng mình dập nát cả hai chân. Có thể mụ ấy định bắt liên lạc với bọn Việt Minh trên căn cứ chính khúc. Ngài tỉnh trưởng Hoàng Phúc ra lệnh giao mụ ấy cho thiếu úy. Anh đã hành động rất đúng lúc và kịp thời. Dạ, chào thiếu úy. Anh làm ơn đừng cho ai quậy rầy lúc tôi thẩm vấn. Tu lệnh. Bà chuyện không mạnh dọa không thiểm thứ. Chứ cầu năm, hệ trợ trời là kiểu đau lưng. Ghe lưỡi địa mục, hệ trơn ở trong kho ông năm. Đêm nay lúc 8 giờ, Lê Phong đánh. Đêm nay cô bay.
phạt gì đâu. Anh Phong, không thấy cô bé đâu cả. Vô kỷ luật. Tôi nói cho mấy anh nghe nè, nó thích con Bảy sống dưới, mà con Bảy thì đâu có thích nó, thích tôi nè. Mấy anh cứ chọc tôi hoài à. Tôi nói mà đâu có chịu tin tôi. Bảy đâu có thích nè, nó, nè. Thích tôi. Thích tôi, chứ không phải thích mày đâu á. Anh Phong, báo cáo, tình hình đúng như đã định. Khách sạn Bolivar đèn đuốc sáng trưng, xe cộ đậu đầy sân, lính gác có tăng cường, nhưng không đáng kể. Đêm nay Trọng Yến Thiệp mời mọi người đến khách sạn Bolivar dự đã tiệc mừng khánh pháp. Nhưng thực chất đại lễ được tổ chức trong dinh tình trường. Chúng nhắc bày chờ sẵn chúng ta tại khách sạn Bolivar. Tốt, tốt, tốt. Còn trụ sở Kami? Không có động tĩnh gì khác thường, chắc chắn chúng ta thắng lớn. Không đúng, ngay tại trụ sở của Kami chúng đã tăng cường hỏa lực và điều thêm lực lượng đứng dự. Bản kế hoạch chi tiết hắn vừa đưa chúng tôi xem chiều nay. Các đồng chí, dốc toàn bộ lực lượng triển khai đúng như kế hoạch tác chiến. Đó. Nè, đi lên. Mày nhanh lên tụi bay ơi. Đây, nhớ đem mấy bình to thôi mày. À, lấy cái cây của tao lên chứ. Ừ. Anh Phong. Nhanh lên đi. Còn cô Bảy? Không, kế hoạch không thay đổi. Còn đồng chí Bảy sẽ phải trả lời với cấp trên vì sự chậm trễ của mình. Chúc thắng lợi. Tới trễ rồi. Thank you.
Anh Phong, chúng nó phục sẵn, bị lộ rồi anh Phong. Báo anh em rút quân ngay. Theo báo cáo thì tiếng nổ đầu tiên là do Diệt Minh muốn thủ tiêu Thiếu Quý Nguyên. May là anh ta bị thương không nặng lắm. Và do bên Pháp có chuẩn bị trước. Em rất bất ngờ với việc anh quay trở lại Việt Nam. Dương Công Thích à? Cũng chẳng biết. Một cảm giác khó tả. Nhưng có một điều chắc chắn là em nghĩ anh vẫn là một người bạn tốt của em. Vì anh đã lo lắng cho em sau chuyện đụng xe vừa rồi. Anh nghĩ là em dễ xúc động lắm à? Anh có hiểu vì sao em dự đại tiệc mừng quốc khánh Pháp với những kẻ đã giết anh hai Toàn của em không? Chẳng lẽ em mang bom vào đó? Tất nhiên là không. Bởi lẽ không phải tất cả những người ở đấy đều là kẻ thù của chúng em. Ở đấy cũng có bạn của em à? Có chứ. Anh chẳng hạn. Bác Quy Bè nói chính anh là người đã cung cấp mật lệnh trừng phạt sớm bóng cho bác ấy, để cứu hàng trăm người dân vô tội. Nhân danh những người ấy, em đến để cảm ơn anh. Em là người của Diệt Minh phải không? Vâng. Em là cộng sản. Điều đó không quan trọng. Chúng em muốn tự do, cũng như người Pháp, không muốn làm nô lệ cho Đức Quốc xã. Mà em nói với anh những chuyện đó để làm gì? Em muốn được coi bản kế hoạch tổ chức dân chủ đoàn mà chánh mật thám Morty đã nộp cho đại tá Lorio. Giờ hiện đang nằm trong tay anh. Cô muốn lôi kéo một sĩ quan Pháp làm gián điệp. Từ sau khi anh trao mật lệnh hành quân trừng phạt cho đối phương thì anh đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Cô, anh vừa là kẻ thù của những người yêu tự do, cũng vừa là kẻ thù của những tên sát nhân. Đã đến lúc anh phải lựa chọn phía này hoặc phía kia. Jean, em tin rằng anh sẽ là bạn của chúng em. Vẫn là bạn của nhau chứ, phải không sao? Xuân quê hương.
nắng mặt trời rạng rỡ, muôn hoa xinh tươi tô thắm cuộc đời. Còn mãi trong ta bao nhiêu nước mắt, nụ cười hỡi những đứa con thành phố.